Ít ai ngờ rằng mẫu xe Land Cruiser được thiết kế hiện đại tinh tế như hiện nay lại xuất thân từ một chiếc xe quân sự. Trong lúc Mỹ tìm cách hỗ trợ đồng minh Hàn Quốc đã thúc giục Nhật Bản phát triển một loại xe SUV gầm cao. Cho đến năm 1951, Toyota Jeep BZ ra đời. Đây chính là tiền thân của Land Cruiser ngày nay. Xe sử dụng động cơ 6 xi lanh thẳng hàng có dung tích 3.4, mang kiểu dáng xe Jeep quân sự. Toyota Jeep BZ bị cáo buộc vi phạm bản quyền thương hiệu với tên gọi Jeep thuộc một hãng xe quân sự của Mỹ lúc bấy giờ. Để không bị vướng đến pháp lý, Toyota đổi tên thành Land Cruiser cho đến ngày hôm nay.